chị xài cái mỹ phẩm này thì chị thấy da chị như thế nào? Dạ, thấy rất đẹp, xài được 1 năm rồi, em xài được 1 năm rồi, dạ. Và lúc trước thì da chị như thế nào? Lúc trước thì nó hơi đen mà nó hơi sần sần thôi, dạ. Bây giờ trắng bóng. Mà nhưng mà thích cái nó hết mụn cám chị, dạ. Thích chỗ nó hết mụn cám chứ cái thẹo đó nó mắc. Tôi xin nhắn cho các em bạn chị gái á, chừng nào mà có xài EV Kinset thì lại chỗ Hoa Hậu Bích Liên này xài tốt lắm. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa Hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.